Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình rảnh rảnh nên mình làm một cái clip so sánh. Hôm nay thì mình sẽ so sánh hai cái lò quay này với nhau nha mọi người. Trước giờ thì mình so sánh cũng rất là nhiều lò quay rồi, nhưng mà mình chưa có làm về cái lò quay, hai cái lò quay này. Thì hôm nay mình rảnh cho nên là làm một cái clip ngắn so sánh này chơi, mọi người xem chơi cho vui nha. Thì sau khi xem clip đó, thì anh em thấy cái nào ok thì tự quyết định cho mình là nên xài lò quay nào nha anh em. Thì cái này là quay ISO HD của hãng BPI, còn cái này là quay RUAN. Thì hai cái quay này lúc này đang rất là hot nhờ cái giá của nó anh em. Cái chất lượng quay thì trước giờ thì mình không bàn rồi, nhưng mà nó hot ở một chỗ là cái giá của nó hiện tại đang rất là thấp. Nó đang rất là thấp, thấp đến mức mà có nhiều anh em nghi ngờ về chất lượng của nó. Mình nói thật, có anh bạn nó vào mua quay thì hỏi cái giá này, thì mình nói giá của nó thì cái bạn nó nghi ngờ luôn, sợ là quay giả mọi người. Lúc trước thì 1.8 triệu mà nay xuống còn 1.3 triệu, sao mà nó rẻ quá. Cho nên là cũng nghi ngờ về chất lượng của nó. Thì mình cũng không biết giải thích như thế nào. Thì bây giờ chỉ còn có cái là tem nè, tem chống hàng giả. Và nhà nhập khẩu thì nó đầy đủ, thậm chí là mình xài cũng rất là ok luôn. Nó mình xài, mình trải nghiệm thì mình thấy rất là ok. Thì mình chỉ tư vấn như vậy thôi. Thì hôm nay mình sẽ so sánh về hai lò quay này nha anh em. Nói chung là giá thì thằng này nó vẫn hơn này chút xíu, hơn một chút xíu nha anh em. Thì nó hơn ở một cái chút xíu đó, thì cái hàng này thì cái liều dùng của nó thấp hơn tí. Thằng này cao hơn khoảng 7 liều dùng, cho nên là cái giá của nó thấp hơn chút thì cũng không thành vấn đề. Thì nếu mà mình so liều dùng thì có thể nói là nó cũng tương đương bằng nhau nha anh em. Có thể nói là tương đương bằng nhau. Thì cái quay RUAN này á mọi người, quay RUAN này á thì nó cũng 25g protein luôn. 25g protein, mà thằng này cũng 25g protein luôn. Đó, nó cũng ngang nhau. Nhưng mà để biết được cái hàm lượng protein ở trong một liều dùng nó có cao hay không thì mình phải chia ra. Cái hàng này một muỗng nó 32g, mà 25g protein thì mình chia ra là khoảng 78% cái lượng protein nó trong một muỗng nha anh em. Còn cái hàng này cao hơn. Một muỗng hàng này chỉ có 29,2g, một muỗng mà nó tới 25g rồi thì nó cao hơn. Nó tới 80%+ á. Thì hồi lúc trước mình có chia, nhưng mà giờ thì mình cũng không nhớ, mình chỉ đoán phỏng là khoảng hơn 80%, 80 mấy. Còn thằng này chỉ có 78% thôi, thằng này thấp hơn chút xíu. Thấp hơn chút xíu nha anh em. Thì quay RUAN thì nó là quay Hydrolite nha anh em. Đây nè, ở dưới này nó để là, mọi người thấy ở dưới này là nó để là Routine Lens nè, là gồm có quay Isolat và Hydrolite. Thì có nghĩa là cái hàm lượng Isolat nó sẽ cao hơn cái hàm lượng của Hydrolite đó. Còn cái hàng này là quay Routine Isolat, nó là quay Isolat nha anh em. Thì thằng này nó vẫn nhỉnh hơn chút xíu nha. Thằng này vẫn nhỉnh hơn chút xíu. Nói về cái BCAA thì anh em đợi chút xíu rồi mình coi cái BCAA. Cái hàng này thì BCA của nó không có để rõ ra ngoài là bao nhiêu, mà nó để ở đây nè mọi người. Để đây nè, rất là nhiều. Nhưng mà mình thì mình không có cộng nó lại là bao nhiêu nha mọi người. Không có cộng lại bao nhiêu, nhưng mình nghĩ nó cũng khá là cao đó, không có ít đâu. Ở bên đây thì nó để là 6g BCA, 6g. Glutamine thì cũng 4g luôn đó. Để mình kiếm một cái này nó có để rõ ràng bên kia hay không. Hình như là không nha anh em. Cái này thì mình phải cộng lại thì nó mới ra, nó không có để rõ như bên kia. Đây nè anh em thấy không, 100% Isolat và Hydrolite. Nó để là chiếc Isolat đứng trước, cho nên là cái hàm lượng Isolat nó sẽ cao hơn Hydrolite đó. Thì cái này chắc là nhiều anh em cũng đã biết rồi, về mấy cái này thì mình cũng đã chia sẻ rồi. Giá của hai thằng này thì thằng này đang ở cái ngưỡng là khoảng 1.3 triệu. 1.3 triệu. Thằng này thì đang ở cái ngưỡng khoảng 1.1 triệu nha mọi người. 1.1 triệu tùy chỗ, có chỗ thì bán rẻ rề luôn, có chỗ thì bán 1.1 triệu, 1.150 triệu. Thằng này thì cũng tùy chỗ nữa. Thì nó chênh lệch chút xíu à mọi người, chênh lệch chút xíu.
thì anh em có thể lựa chọn. Thì hai cái dòng quay này đều là quay tốt hết nha anh em, mình không có cần phải lăn tăn suy nghĩ. Thì cái này sẽ tốt hơn chút xíu nè, tốt hơn chút xíu. Thì cái hàng này là lúc này là và hàng Mixshop và Starline nhập khẩu, hai nhà nhập khẩu. Còn cái hàng này thì cũng mình thấy hình như là cũng hai nhà nhập khẩu mọi người. Thứ nhất là Kim Điền nè, Kim Điền nhập khẩu. Và hàng nữa đó là hàng công ty trách nhiệm hữu hạn Best Nutrition, nó cũng hai nhà nhập khẩu luôn. Cũng vì cái lý do là nó có nhiều nhà nhập khẩu nó vào, nó nhảy vào, nó nhập những cái mặt hàng này về, cho nên là mình mới được cái giá như thế. Mình xài giá rất là ok. Chứ lúc trước anh em thấy đó, hồi lúc trước nha, chưa có hàng như hàng này nè, lúc trước chưa có hàng chính hãng thì hàng Seta anh em xài giá cũng rất là rác, độ khoảng 1,5 triệu đó. Nhưng mà sau này khi có hàng chính hãng rồi á thì nó lại nhập khẩu, nó được hai cái đơn vị nhập khẩu về, cho nên là cũng bị cạnh tranh luôn, cho nên giá rất là thấp. Về cái hàng này á, thì lúc trước á giá là 1,8-1,9 triệu gì đó, chỉ duy nhất là Mixshop nhập khẩu thôi. Nhưng mà sau này á, thì có thêm Starline nhập khẩu nữa, cũng hai nhà nhập khẩu luôn, cho nên giá rất là cạnh tranh với nhau. Cũng nhờ vậy mà bây giờ anh em mình mới có cái quay rẻ như thế mình xài, thấy không? Rất là lợi ích cho mình luôn, phải không? Thì thằng này thì vị vani nè mọi người, vani kem, cà rem, còn cái hàng bên đây là vị cookie cà rem. Đó. Để mình xem còn gì chia sẻ không nha mọi người. Hồi nãy thì mình tính là mình so sánh quay này với lại Isofit của BBT. Nhưng mà mình lục lại mình coi thì hình như là cái video đó mình đã có làm rồi, mình đã so sánh rồi, cho nên là mình không có làm nữa. Nếu mà anh em nào muốn biết quay này với Isofit cái nào xịn sò hơn, cái nào nó ok hơn, thì anh em hãy chịu khó lục lại những cái video cũ của mình nha. Thì mình cũng nhắc lại luôn, thằng này với Isofit thì về cái giá thì anh em chắc cũng biết rồi, cái giá của nó chênh lệch khá là nhiều luôn. Thì Isofit là lúc trước là được tặng quà nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thì không còn nữa nha anh em, bây giờ thì hết quà rồi, giá thì khá là cao. Thằng này thì giá thì nó đang thấp, thì tùy anh em thôi, anh em thích xài hàng nào thì xài. Có nhiều bạn thì thích xài hàng của BBT thì mình mua hàng BBT xài thôi, mặc dù là giá nó hơi cao xíu. Còn anh em nào mà thích xài hàng khác thì xài. Đó. Thì đây cũng chỉ là hàng chính hãng hết nha anh em. Tất cả đều là hàng chính hãng chứ không có hàng sách tay nữa nha. Bây giờ ít hàng sách tay rồi anh em. Hàng chính hãng bây giờ nó chiếm thị trường rất là nhiều rồi. Thì hàng này là 76 liều dùng nha mọi người. 76 liều dùng. Thì anh em có thể chia ra được một liều dùng của nó bao nhiêu tiền. Thì có nhiều bạn so sánh rất là tỉ mỉ luôn, tỉ mỉ hơn cả mình đó. So sánh nào là từ 1 gram protein bao nhiêu tiền rất là kỹ. Còn mình thì mình không có so sánh kỹ như vậy. Thì tính thì cũng rất là dễ thôi, anh em cứ chia ra sẽ ra hết. Còn cái hàng này thì 69 liều dùng. Hàng này thì cái khối lượng nó nhẹ hơn anh em ơi. Khối lượng này thì nhẹ hơn. À đâu, mình xin lỗi. À, khối lượng thì nó không có nhẹ hơn đâu. Hàng này là 2,2 kg. Hàng này cũng 2,2 kg luôn. Đó. Cũng ngang nhau nha anh em. Thì hôm nay mình chỉ làm một cái clip ngắn như thế này đó, mình so sánh hai cái loại quay này nha anh em. Thì quay này vẫn tốt hơn, vẫn tốt hơn. Mình xin nhắc lại nha. Thì quay này vẫn tốt hơn một chút xíu. Thì tùy theo cái ý thích mọi người thôi. Anh em muốn chọn quay nào thì chọn. Còn riêng bản thân mình thì mình xài rất là nhiều loại quay. Mình thì quay nào mà mình thấy nó ok là mình xài à. Mình xài thì mình nay mình đổ quay này, mai mình đổ quay kia. Nhiều khi mình xài sample rất là nhiều loại nha mọi người. Thì nếu mà anh em nào muốn đặt hàng bên mình thì mình xin nhắc lại nha. Thì rất là đơn giản thôi. Mình có chèn cái link Facebook ở phía bên dưới mô tả video á. Thì anh em vào đó kết bạn mình và muốn tư vấn hay muốn hỏi, muốn tham khảo giá cả gì đó thì cứ thoải mái nha. Thoải mái comment nhắn tin. Thì mình nhận được tin nhắn thì mình sẽ trả lời anh em ngay. Hoặc là vào cái số Zalo phía bên trên màn hình, mình để ngay trên góc màn hình đó mọi người. Anh em có thể kết bạn với mình. Tham khảo giá cả hay là muốn tư vấn gì đó. Thì cái nào biết thì mình sẽ chia sẻ với anh em nha. Còn cái nào không biết thì mình sẽ nói không biết. Thì sắp tới thì mình có về đợt hàng. Thì đợt sắp tới mình về sẽ là outlip nha mọi người. Mình sẽ nhập thêm outlip về, vợ outlip mình đã hết hàng rồi. Thì mọi người đón xem cái video sắp tới của mình nha.
xin chào tạm biệt anh em nha, hẹn mọi người vào những cái clip tiếp theo nha, bye bye. Và nhớ ủng hộ cái kênh của mình bằng cách bấm like cho mình, xin một like nha, nếu mà thấy video hay cho mình xin một like. Và nhớ ai chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh và nhấn vào cái nút kế bên đó, nhấn vào cái chuông kế bên để sớm nhận được những cái video mới nhất của mình nha. Xin chào tạm biệt anh em nha, bye bye.